Chào các bạn, hôm nay là ngày hội xuân của xã Nhuận Đức nè. Hôm nay có nguyên một đoàn diễu hành xe hoa luôn, các bạn cùng xem nha. Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, này là những cái hoa trang trí của các đội nè. Giang 11. Ờ, bên 11. Đây là ban giám khảo. À, bộ gì ta, nãy gì ta? Cái gì quên rồi. Không phải không? Sáng hút rồi nha, chạy tới địa đạo lận nha. Đó là tiểu học Nhuận Đức 2 đó. Chỗ này. Đây phải không? À, bảng này tuốt đằng kia. Là đủ luôn rồi đó. Đấy cái bảng á. Tự nhiên để tuốt đằng kia. Còn ở phía trước là cái đoàn diễu hành đi bộ. Rất là đẹp luôn. Hello. Cái quá này đậu rồi đó, chặt đường. Ngày mai đem hai chiếc xe bông nha. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go, go, there's no hope, go, still go. I never answer to no, man, I still go. Thì đăng ký xe cũng như diễu hành xe hoa trên mình đảo Hồng Xuân trên tuyến đường 521 qua cầu chứa. Thì qua 19 cái đội thi thì cũng báo cáo với các đồng chí thì ban giám khảo thì sẽ chấm hết 19 cái đội thi này, tại vì 19 đội chúng ta cũng có chuẩn bị công phu rồi đồng chí, để rồi xong rồi sau đó cái giải cao từ từ lên trên ha. Đầu tiên là giải khuyến khích là chúng ta có cái tổ đoàn thanh niên xã nè, cựu chiến binh xã nè, nông dân xã nè, phụ nữ xã nè, trường tiểu học Nhân Đức 2, trường tiểu học Nhân Đức, trường trung học cơ sở Nhân Đức, thì ấp Sớm Bưng, rồi ấp Đức Hiệp. Đó là chúng ta có cái 10 cái 9 cái đội chúng ta đi đoạt giải khuyến khích. Thì cho một hàng vỗ tay chúc mừng 9 đội. Tiếp theo nữa xin công bố cái giải tư. Giải tư thì chúng ta có 4 đội.
bốn đội đoạt giải tư. Thì trước tiên thì cái đội thứ nhất là đội thi của ấp Bình Định, chúng ta cho một tràng vỗ tay. Đội thứ hai là ấp Bù Tròn, cho một tràng vỗ tay. Đội thứ ba là ấp Ngã Tư, cho một tràng vỗ tay. Đội thứ tư là ấp Màu Trắng. Bốn ấp chúng ta có ấp Bù Tròn như bốn ấp này có cái sao mà có liên kết sao mà bốn ấp đăng ký cũng tương đồng nhau ha. Rồi cái đội thứ ba thì ban giám khảo chấm được có ba đội, được ba giải ba, thì xin công bố ba đội và đội giải ba. Thứ nhất thì chúng ta chúc mừng cái đội ấp Bình Lý. Thứ hai là đội công đoàn cơ sở xã. Thứ ba là đội của ấp Cù Cạp. Rồi ba đội chúng ta đọc giải ba, thì chúng ta còn lại ba đội nữa là có hai đội đọc giải nhì và một đội là đọc giải nhất ha. Thì chắc chúng ta còn có ba đội, chắc giờ hồi hộp với ba đội mà chưa có tên hồi hộp ha. Xin công bố ha, xin công bố hai giờ, giờ công bố cái đội đọc giải nhất đi, còn hai đội kia đọc giải nhì ha. Công bố ha, đội đọc giải nhất hôm nay thì xin được công bố là cái đội hồi sáng tôi đi tới đó tự nhiên tôi xỉu. tôi xỉu cái đội thi đỡ tôi vậy, tại vì hoa đẹp chứ không phải là hoa đẹp quá cho nên chứ không phải là hoa xấu nữa. Thì xin nó là vui thôi, nhưng mà xin chúc mừng cái đội đọc giải nhất cái hội thi đăng ký hoa cái biểu diễn ngày hôm nay là đội của ấp Bầu Chứa, cho một tràng vỗ tay. Rồi còn hai đội còn lại là chúng ta đọc giải nhì là các anh chị biết ha, Mặt trận Tổ quốc xã và trường Mầm non Nhân Đức. Hai đội này đăng ký hoa rất là đẹp ha, mua hoa được rất nhiều, cũng có đồng cũng ở nhà cũng có đem vô nữa. Thì cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đội đoạt giải nhất và giải nhì của thi ngày hôm nay.